Tiếp theo là tin tức về tập đoàn Shinhwa. Cái chết đột ngột của chủ tịch tập đoàn Shinhwa rất có thể gây nên một cuộc khủng hoảng trong tập đoàn này. Với lời tuyên bố về kế hoạch xây dựng một mạng lưới khách sạn ở Macau và Incheon. Họ đang chuẩn bị cho một kế hoạch đầy tham vọng. Và điều quan trọng hơn là người đứng sau lưng của vụ án này không ai khác hơn là người thừa kế tập đoàn Shinhwa, Cao Chấn Bảo. Hiện giờ phía cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Vẫn chưa có tin tức gì của ảnh hả? Đã nửa năm rồi, tôi cũng biết là ảnh rất bận, nhưng ít nhất cũng phải gọi cho cô chứ. Ảnh cũng không liên lạc với bạn F4 luôn nữa hả? Biết phải làm sao hơn, mình nghĩ ảnh phải cư xử cẩn thận. Với lại ai cũng đều bận hết. Các ảnh chắc là quá bận về học đại học rồi, có đúng không? Chẳng còn tâm trí nào. Mình dám cá là ảnh còn bận cái chuyện đàn đúm với lại mấy cô gái. Chắc chắn như vậy. Nè nè nè, các người làm gì vậy? Đừng nói bậy nha. Trước đây tôi từng tới dinh của tổng thống đồ. Ê nè, đầu bếp gì mà lo ngủ không vậy? Nhà hàng thì định không bán buôn gì nữa hay sao? Ông đó lại tới nữa rồi kìa. À, dạ thưa ông, hôm nay xin hỏi dùng món gì? Lẩu hoàng cung. Lẩu hoàng cung? À, dạ xin hỏi đó là món gì? Ông à, như vậy là không có công bằng gì hết. Đây là nhà hàng bán cháo, ông toàn gọi những món không có trong thực đơn, làm sao mà có được đây? Nào là canh cá hầm, cá khô muối, còn gì nữa? Hầm món gì hả? Là món hầm gì đó. Đúng là chủ nào thì tớ nấy cũng đều ngu như nhau hết trơn à. Là món tham phiên chay. Dạ đúng rồi. Đừng có lo đứng đó mà nói xấu tôi hoài. Dọn đồ ăn lên mau, lẹ. Ông à, món đó ngon lắm phải không? Ngon cái gì mà ngon? Dở ẹt à. Tôi sợ cái tội với trời đất, không dám bỏ đồ ăn đi, nên phải ráng nuốt hết. Cháu còn tưởng là ông định ăn luôn cái tô nữa chứ. Nói với đầu bếp cái tô này đẹp quá, đồ ăn của ông không xứng bỏ vô. Chứ đó không phải là đầu bếp mà là ông chủ. Chủ cái gì mà chủ, đã nói không xứng là không xứng. Nhà ông à. Ừ. Bên ngoài trời đang mưa, ông có mang dù theo hay không? Ông cầm về lần sau trả cho cháu. Mỗi lần ông nhìn cháu, ông lại nghĩ tới hoa sen. Hoa sen? Hoa sen gì? Cháu có biết tại sao hoa sen nở ở trong bùn không? Dạ. Về nhà mở sách ra coi. Dạ, ông về cẩn thận. Trần Yên. Dạ. Nghe cho kỹ nè. Cái gì? Ông không phải là người rảnh rỗi để nói chuyện chơi đâu, biết chưa? Chú nói vậy là sao? Chú à, nói cho cháu nghe đi. Chú làm cháu nhức đầu quá. Chị à, gắn cái này vô nhìn thấy giống anh Chấn Bảo không? Tóc thì quăng, môi lại trề nữa. Giống vậy mà giống. Chấn Bảo làm sao dịu dàng dễ thương như thú bông này được. Nó biết nghe nó cũng điên lên. Đúng rồi, làm sao mà giống được. Cậu Chấn Bảo giống con hổ hơn.
Trần Yên hả? Chị lại đau vai nữa hả? Không gì, chị không sao. Vai của tôi cũng đau nữa đây nè. Ngày nào cũng cúi xuống làm việc, sao mà không đau được. Ôi, giờ con Trần Yến nó còn được đi bơi, còn tôi thì không. Thiệt là... Bà xã, hay để tôi đấm bóp cho bà ha. Dương Sơn, làm việc. Dạ. Ê, nè. Nhẹ nhẹ thôi. Đã chưa? Đau đó, nhẹ nhẹ. Ê giờ. Ôi trời, cái thằng nhóc này. Khờ thiệt. Anh phải gọi điện thoại cho em chứ, đâu có phải là lên mặt trăng. Cứ bắt chờ chờ thế nào cũng phải chết với em. Chết đi. Nó mất dịch. Chết đi. Anh nhất định sẽ trở về. Em không được đi đâu hết mà phải đợi anh. Anh yêu em, Cẩm Trương Yến. Alo. Dạ đúng rồi. Có thiệt không? Chuyện này là thật hả? Ôi trời, vừa la ầm ĩ vậy chứ. Chuyện gì mà la hét giữa đêm khuya? Có gì từ từ nói. Cậu Chấn Bảo gọi hả? Thôi. Hả? Có thể không? Chị. Hả? Nói nghe thử. Alo. Phải, tôi là Bông đây. Dạ được, cảm ơn nhiều. Dạ, tôi sẽ tới đúng giờ, 8 giờ. Dạ được được. Nè. Hay quá. Hay quá. Dạ, thưa trưởng phòng. Thì cảm ơn anh nhiều. Mong anh đừng nói cho họ biết tôi đứng sau cái chuyện này. Bà Khang Hỷ Tô đã trở thành một vị chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn Xuyên Hoa. Bà đang làm hết sức mình để biến cơn khủng hoảng này trở thành một cơ hội mới. Một dự án mới vẫn đang được tiến hành. Mọi người làm rất tốt. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Gặp lại sau. Thế giờ bà xã, làm gì mà đứng mơ màng vậy? Mới vừa gặp ma hả? Xảy ra chuyện gì? Ông nhéo tôi coi. Ôi,
Tôi vừa thấy một pho tượng sống đó. Phải rồi. Bị đau như vậy, đã đi bệnh viện chưa? Em đi rồi. Bác sĩ nói em không sao. Không gì hết. Anh làm gì vậy? Được rồi, nói mau đi. Phải nói cái gì? Thì những gì em muốn nói với Chấn Bảo. Sẽ có người tới chỗ của Chấn Bảo. Ngay cả tụi anh, sau đám tang cũng không liên lạc được với nó. Làm vậy nó nghe được lời nhắn của mình. Anh Chí Hào à, bất ngờ quá. Em không biết phải nói cái gì hết. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Em nói không được đâu. Anh anh Chân Bảo, anh có nghe em nói không? Từ khi anh đi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Tất cả những kỷ niệm mà em nhớ được chỉ toàn là cãi nhau. Nhưng mà lạ ghê lắm, kỷ niệm của chúng ta toàn là giận dữ và cãi giả. Tuy nhiên mỗi lần nghĩ tới anh thì em lại mỉm cười. Anh Chấn Bảo, anh vẫn khỏe, có đúng hay không? Khi nào anh mới chịu về để cãi nhau với em? Thank you.
trông anh quyến rũ lắm phải không? Em biết không, ai nhìn thấy anh làm việc cũng mê mẩn hết. Em thì không có mê mẩn. Em có chuyện muốn nói với anh nên mới tới đây. Chuyện Trân Yến và Trấn Bảo hả? Dạ. Vậy em nói đi. Cái gì? Em vẫn muốn giữ niềm tin đó sao? Em vẫn muốn tìm kiếm một tình yêu vĩ đại hả? Không phải là chuyện đó. Em vẫn nghĩ Cao Chấn Bảo là tình yêu đích thực của Trần Yến đó sao? Biết đâu Cao Chấn Bảo chỉ là người bạn tâm gia của Trần Yến thôi. Chuyện đó, em đang cố gắng áp đặt cảm giác của em trên Trần Yến đó. Làm sao? Nếu anh là em, bây giờ anh sẽ lo đi tìm tình yêu đích thực. Anh không biết tình yêu đó có tồn tại hay không. Em cũng đã lầm khi tìm tới đây. Thôi em đi. Em biết là anh cũng tin. Anh cũng tin tình yêu đích thực chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Anh chắc là đang tin vào điều đó. Em nói vậy có đúng hay không? Sao? Đôi khi người ta phủ định gay gắt điều gì đó có nghĩa là đang tin tưởng mãnh liệt. Em nghĩ bây giờ em đã bắt đầu hiểu rồi. Anh thật sự tin vào tình yêu chân chính. Tại sao? Cô đừng tưởng là cái gì cô cũng biết. Hôm nay em mới thấy anh thật sự có vẻ giống một con người. Em thấy mình không uổng khi tới đây. Chuyện của Trần Yến, lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Em đi. Dạ mời ông. Có lộn không đây? Bài trí thức ăn quan trọng cỡ nào có biết hay không? Nhìn cái màu này nè, ăn cái gì nổi. Nhìn cũng ngon mà. Các cô cũng ăn thử đi. Có được không? Ừ. Nè, nè, bỏ cái này lên. Ngon. Ừ. Thử đi. Ngon quá. Cháu làm bài tập về nhà chưa? Bài tập về nhà? Ừ, đúng. Xin lỗi, cháu cái điện thoại. Anh Trí Hào hả? Bây giờ thế nào? Anh chờ em một chút. Tôi điện lát về liền. Anh Trí Hào. Ăn uống tốn hết thời gian. Thưa ông. Cái gì? Lần sau tôi phải làm món gì? Còn hỏi lần sau nữa hả? Ừ. Cậu muốn nấu món nào thì nấu. Món nào làm cho ba của cậu tự hào thì được rồi. À, dạ. Dạ dạ. Sao đột nhiên anh lại tới đây? Có thể đi với anh hay không? Đi đâu?
Tới đó thì em sẽ biết. Vai của cháu đã bị chấn thương khá nghiêm trọng, sao không đi chữa trị ngay? Vẫn chưa muộn đâu, nó không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng cháu không thể bơi được nữa. Em biết rồi. Em không đẹp, không thông minh, lại không có nhiều tiền. Nhưng mà chỉ có một điều nào, khi em thích làm, em rất tự tin vì em làm tốt hơn người khác. Bây giờ em lại không thể bơi được. Bác sĩ nói em không nên bơi lội. Vậy thì em có thể làm được cái gì? Em có thể làm gì khác đây? Em có thể tự kiếm cho mình một hướng đi mới. Anh có âm nhạc, anh Trường thì có đồ gốm, anh Chứng Bảo với anh Vũ Bình sẽ thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Mọi người ai cũng đều có hướng đi riêng của chính mình. Còn em không biết phải làm gì đây. Anh sẽ giúp em. Hãy để cho anh giúp em. Và chúng ta cùng đi kiếm. Qua đây ngồi đi. Tai nạn lần đó là do anh gây ra. Dạ. Anh chỉ nhớ màng máng thôi. Anh lúc đó hình như nghịch pha ở ghế sau và đã che khuất đi tầm nhìn của ba anh.
Ba và má đã ôm anh ở trong lòng. Tất cả đều nói đó là phép lạ. Và ông nội của anh kể từ ngày đó đã không trở về nhà nữa. Anh nghĩ là ông nội của anh rất ghét anh, gây ra cái chết con của ông. Bởi vì vậy, người đó cầm tay của anh và nói rằng anh hãy bắt đầu trở lại. Anh nghĩ rằng bây giờ đã tới phiên của em. Anh đang làm gì? Đây là điều duy nhất anh có thể làm hay sao? Anh đi theo cổ đi. Nếu cô ấy không ở bên anh thì anh phải đi theo cổ chứ. Yêu không phải là ngồi đó mà đợi một người thiệt đặc biệt. Nếu chờ đợi thì anh không có tư cách nói rằng anh yêu cổ. Dạ ông à, đây là món mới, cô thấy sao? Không biết là có ngon hay không nữa. Là món mới hả? Phải, hy vọng là nó ngon. Ngon thiệt. Chú à, chú cho cháu lãnh lương trước có được không? Hả? Gì? Lãnh lương trước. Ba của cô lại có chuyện nữa à? Không phải. Tại vì mình rất cần tiền. Bao nhiêu? Khoảng 2.000 đô. Hai ngàn đô cô định làm gì? Mình muốn mua vé máy bay. Vé máy bay? Cô đừng có nói là... Trần Yến, nhìn da của chú nè. Một thanh niên đẹp trai thì làn da rất là quan trọng. Gần đây chú bị stress, làn da sần sùi hết trơn. Chú rất muốn ứng lương trước cho cháu, nhưng mà chú rất lo cái món ăn mới này. Ngon tuyệt ạ. Bán mỗi hộp được 50 xu có phải hay không? Vậy 100 hộp 50 đô 1.000 hộp 500 đô. Hay quá. Nè, cầm lấy. Nè. Vui vẻ nha. Cái gì vui? Cái gì? Thì bán hàng vui vẻ đó. Ráng lên. Cháo nóng ở đây. Mời vô. Cô à, nè, bạn cháo. Mua đi. Cô à, cháo nóng nè. Cháo nóng đây. Cháo nóng ở đây. Xin mời. Cháo nóng đây. Ăn cháo rất là bổ dưỡng. Xin mời vô đây. Rất là chú à. Chú. Mời vô. Cháo cứ nóng. Như vậy không biết hôm nay có bán hết hay không đi. Này chú ơi, mời vô ăn cháo. Buổi sáng ăn cháo rất là tốt. Thiệt là quá.
Nè chú à, chú mời ăn cháo. Nè cô à, mời ăn cháo. Nè cô à, mời mua cháo. Cháo, nè. Cháo nóng đây. Cháo nóng đây. 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 Mời mua cháo. Nè, nè cô à, mua giùm ăn cháo. Mua cháo đây. Cháo đây, cháo đây. Cháo đây, cháo đây. Mua cháo. Cháo nóng, xin mời, xin mời vào trong. Có cháo nóng đang chờ các bạn. Có cháo nóng bổ dưỡng, xin mời vào trong. Xin mời thử. Xin mời, mời xin vào. Cô có chắc là cháo bổ dưỡng không? Chắc chứ. Xin mời vào trong. Cháo nóng đang chờ các bạn. Chưa vào đi, muốn ăn cháo. Nè, chẳng ra được chen lớn. Cậu sẽ thích cái này. Ngon lắm đó. Tôi tới trước mà. Sao cho tôi vào. Đừng có chen lớn. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Mời vô trong. Xin mời. Vô trong thì vô trong còn nhiều lắm. Làm tốt lắm. Là Trân Yến, giữ số tiền này phải không? Em thì không biết là kiếm được quá nhiều tiền như vậy. Nhưng mà đâu có phải là em làm một mình, em lấy hết có được hay không? Em lấy hết đi. Tụi anh cũng thấy vui mà. Nhưng mà tại sao Khắc Anh lại xuất hiện ở đây vậy? Tuyển thủ, vô chỗ. Chuẩn bị xuất phát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu trao giải. Lễ giải nghệ đặc biệt làm ra để trao cho tuyển thủ Cẩm Tư Nhiến. Và đây là phần trao lại huân chương danh dự. Đưa đây. Huy chương được trao cho tuyển thủ Cẩm Trần Yến, là một nữ sinh của trường trung học Sinh Hoa, và cũng là một nữ sinh với sức sống mãnh liệt, và là tuyển thủ bơi lội duy nhất của học viện ưu tú Sinh Hoa. Thành tích đặc biệt là đã thuần hóa được cao chiến bảo và nhóm F4 với những kỹ năng tuyệt vời không ai sánh được. Huy chương này tặng cho Trần Yến để vinh danh những nỗ lực của cô. Nhóm F4 Hàn Quốc đóng dấu. Trần Yến, người ta nói kết thúc chính là khởi đầu, mong là em hiểu. Em hãy đi Macau kiếm chân bảo, tôi dạy cho nó một bài học nên thân. Dạ, cảm ơn các anh, cảm ơn nhiều. Trần Yến, đi vui vẻ nhờ. Em sẽ thành công trở về. Oh, come here. $100 to Macau, okay? 100. 100? Hmm. Is he? 100 very cheap to Macau, okay? Oh, yeah, yeah, wait, wait. Đổi ra thành 19 đô 7 xem. I am study. Thank you, thank you. Mắc quá trời. Đi một chút xe mắc tới 19 đô. Bus, bus. Wait for me. Wait, wait, wait for me. Thank you. Những thứ này sẽ thuộc về chấn bảo. Bây giờ mới biết thì ra tập đoàn Xuyên Hoa giàu có như thế nào. Nhưng mà
phải vô bằng lối nào đây? Cao Chấn Bảo à, Young lady, what can I do for you? I come here to meet Cao Chấn Bảo. Cao Chấn Bảo, I'm sorry, this is private property. Please get out. Meet Cao Chấn Bảo. Cao Chấn Bảo. Cao. I'm sorry, please get out. Cao Chấn Bảo. I'm sorry, please get out. Được rồi. Hey, girl, girl. Tôi tới đây để gặp Cao Chấn Bảo. Cao Chấn Bảo đó, có biết chưa? Là Cao Chấn Bảo. Mấy người thiệt là... Đã nói. How much? 75 cents. Dear Jack, thank you. Thank you. Ngon quá, cháu thử thêm có được không? Mà của mình nhất định rất thích. How much? Mau đưa ra tài sản móc túi người ta. Cái bóp. Cái bóp của mình. Bóp của tôi đâu? Ở đâu? Mất tiêu rồi. Ăn cắp cái bóp của tôi. Là hắn. Chị là người hàng hả? Cảm ơn chị. Chết chưa? Để nói cho tôi. Hey Du, có biết nói tiếng Anh không? Tôi có đai đen của Taekwondo đó. Có hiểu không? Đai đen đó.
Nè, anh muốn cho mọi thứ tệ hơn chứ gì. Mới đầu thì móc túi người ta, bây giờ lấy dao uy hiếp. Anh biết hành động đó là mang tội bắt cóc con tin hay không vậy? Chính chưa? Chính chưa? Đúng là không có bỏ qua được mà. Tôi đã cho anh cơ hội rồi đó, bây giờ thì đừng trách tôi. Tôi đếm 1, 2, 3 thì cô cắn mạnh vào tay của hắn nha. Không biết tiếng Hàn sao? Hiểu. Tôi là người Hàn. 1, 2. Chờ chút. Gì nữa? Cắn sau khi chị đếm 3 hay là vừa đếm vừa cắn? Con nhỏ này thiệt là mắc cười mà. 1, 2, 3, cắn đi. Con bị cái phá chuyện của tao hả? Chết nè. Bóp của cô. Cảm ơn chị. Đi khỏi chỗ này đi, tôi không muốn bị rắc rối. Chạy mau. Là hắn đó. Em không biết phải nói sao để cảm ơn chị. Bây giờ thì em đã hiểu được khi gặp đồng hương ở nước ngoài là quý như thế nào. Lần đầu tiên cô ra nước ngoài hả? Lần đầu tiên em đi một mình. Tại sao cô đến Macau? Em đi tìm một người. À, thì ra là bạn trai. Dạ, phải. Tôi thật là ganh tị. Đâu có gì đáng để cho chị ganh tị. À đúng rồi, có muốn ăn đồ ăn không? Đi theo tôi. Gì? Mình... thử đi cô. Dạ, xin thử coi. Ngon lắm. Được đó. Thử thêm cái này nữa đi. Rất ngon. 10 đô một miếng hả chú? Đúng vậy. 10 đô thì mắc lắm. Cháu mua 10 miếng 70 đô có được không? Không được. Nè, không bán hả? Không bán thì không mua. Được rồi, bán đó. Lấy đi. Có chắc không? 10 miếng 70 đô. Hai đứa mình mua rẻ được 30 đô đó. Tôi mua đồ lúc nào cũng trả giá. Rất vui được gặp cô. Sau này phải cẩn thận đó. Rất may làm gặp được chị. Tôi đi nha. Nè chị à, chị tên gì? Tên gì vậy? Tên tôi hả? Là Tra Dương. Hạ Tra Dương. Nè chị à, tên của em là Cẩm Trân Yến.
ngay là khách sạn, ngay là nhà thờ. Sorry. Are you okay? I am okay. Okay. Anh không thấy mình. Nhưng mà cho dù có thấy, chắc anh cũng không nghĩ là mình. Tự nhiên mình xuất hiện ở Macau thì rõ ràng rất kỳ lạ. Nhưng mà lạ quá, tại sao mình phải làm ra chuyện kỳ cục như vậy? Thiệt là lạ. Cậu chủ không sao chứ? Chuyện gì? Vừa rồi cô Trần Yến ở đây. Khi nào người có tập đoàn CK tới? Trong dự án này nếu có gì sai sót thì bà phù thủy nhất định sẽ giết tôi. Trưởng phòng hãy cẩn thận. Hai, giá rẻ. Em có phòng giá rẻ hả? Dạ. Thôi được, để chị cầm cho. Để chị cầm. À, được rồi, để em cầm cho. Đưa đây. Đi theo em. Nè, đứng lại. Trả vali, trả vali lại đi. Đứng lại. Cái thằng khỉ này. Ê, đứng lại. Đứng lại. Trả vali đi. Ê, đứng lại mau. Trả vali lại đi.
Nè nhóc con, khôn hồn thì trả vali đây. Tao cũng có đứa em bằng mày, mau trả lại. Chị là đồ ngốc. Còn dám chửi tao, con nít mà hổn như vậy à. Đưa đây, trả lại cho tao cái thằng khỉ này. Đưa đây, mau đây. Wow, đẹp thiệt. Đúng là thứ dâm vô cùng. Đừng qua đây. Đáng giá 3,000 đó. Thì phải. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Người đẹp quá. Đẹp quá. Qua đây. Người đẹp. Qua đây. Qua đây. Qua đây. Dễ thương quá. Đẹp thiệt á. Wow. Dễ thương quá. Tụi bay có nghe nói tới hội nhất tâm chưa? Hả? Hả? Vậy anh là Tống công tử hả? Yeah. Xin lỗi. Em xin lỗi. Xin tha cho em. Em xin lỗi. Cút hết cho tao. Đi. Đi mau. Đi. Chuyện này là thế nào? Anh biết sẽ xảy ra chuyện. Và cũng biết trước là em sẽ chảy nước mắt mà. Hình như Chấn Bảo bận thiệt. Lên làm việc dày đặc. Chắc là không có thời gian để gặp bọn mình rồi. Cái thằng Chấn Bảo này, tao nghĩ nó chắc lớn rồi. Bà của nó vừa mới mất. Nó không còn chọn lựa nào khác là phải trưởng thành. Hèn gì dạo này mình cứ thấy hơi buồn. Sao vậy? Còn đâu một thành viên của F4, nó đã là chủ của tập đoàn Sinh Hoa rồi. Trần Yến à, em có gặp Chấn Bảo chưa? Dạ, dạ chưa. Ảnh bận như vậy làm sao mà em gặp được ảnh? Vẫn chưa gặp. Làm sao biết được nó bận tới nỗi không có tâm trí? Em chỉ đoán vậy thôi. Ảnh phụ trách khu nghỉ mát rất là to lớn, làm sao mà không bận cho được. Trước sau gì cũng gặp được thôi. Trong khi chờ đợi, bọn mình kiếm gì chơi đi. Ok, let's go. Mình đi. Giám đốc Kim sẽ gửi báo cáo còn lại cho chúng ta. Khi nào có thì đưa cho tôi. Dạ, thưa cậu.
바람만 보고 있는 나 혼자 추억을 만들고 있어 내게 사랑이란 아름다운 상처 같아 시간을 내서 F4 친구분들을 내가 그렇게 한가해? 그럼 오늘 스케줄 다 접고 걔들이랑 놀아? 그것보다 그 자식 진짜 이상해졌어 무슨 말이든 구준표한테 직접 들으려고 온 거니까 부디 차야죠 다 진심이었단 말이지? 나 원래 이런 놈이었어 아닌 척 했던 거지 거기 못생긴 아가씨 아이스크림 좀 사주세요 오늘 네 하루 나한테 줘. 주, 저 여자 좋아한다. 뭐? 주, 저 여자 부를 때 웃는다. 어표? 에? 난 너 때문에 처음 하는 게 참 많다. 그러니까 고마워.